thần cấp ở rể, diệp vô phong. chương 761, đã lâu không gặp. Diệp vô phong từ trên mái nhà thờ ơ đi xuống, sau đó nhìn về phía Tây Hồng, cậu có muốn thử một lần không? Tây Hồng nhanh chóng lắc đầu, quên đi, tôi vẫn biết thực lực của chỉ huy, nghe nói lúc trước anh đã thách đấu với Tứ Thiên Vương, đánh bại bọn họ rồi mới giành lấy vị trí này. Tôi có tư cách gì mà đánh nhau với anh chứ, cũng chỉ có bạch trảm mới có thể làm ra chuyện nhất định sẽ thất bại như thế này thôi Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười đi về hướng lộ Á Nhưng ngay sau đó anh dừng lại Quay đầu nhìn về phía Lão Mộ và Triệu Lỗi Phong Nhà họ Triệu ở Tây Sơn nhất định sẽ bị tiêu diệt Tôi nói với các người điều này Tự các người sắp xếp cho ổn thỏa đi Diệp Vô Phong sau khi nói xong liền rời khỏi nơi này Lão Mộ đỡ Triệu Lỗi Phong Thở dài một hơi Ông ta biết chỉ cần Diệp Vô Phong còn ở đây thì nhà họ Triệu sẽ không có hy vọng gì cả. Trong nhà họ Triệu, không ai có thể ngăn cản chống đỡ Diệp Vô Phong, nếu như Diệp Vô Phong thật sự muốn hạ bệ nhà họ Triệu, đó sẽ là một chuyện rất đơn giản. Tất cả những gì anh cần làm là giết người đứng đầu nhà họ Triệu. Triệu lỗi Phong rất không cam lòng, nhưng ông ta cũng đã từng nghe nói đến thực lực của Long Môn, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không dám nói lời nào. Sau khi Diệp Vô Phong rời khỏi nơi này và Tây Hồng cũng rời đi, Toàn thân ông ta cũng bắt đầu run lên. Vừa rồi ông ta đã kiềm chế hành vi hèn nhát của mình, nhưng khi bọn họ rời đi, ông ta rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, ông ta cũng biết nhà họ triệu thật sự sẽ giống như lời Diệp vô phong nói, thật sự sẽ bị tiêu diệt ở Tây Sơn. Hiện tại tất cả những gì ông ta có thể làm là chuẩn bị thật tốt để rời khỏi Tây Sơn. Ít nhất là phải bảo toàn sức mạnh. Audio điện tử võ tấn bền. Lão ngộ nói, gia chủ đi thôi, thật sự không có cách nào ở lại Tây Sơn được nữa, nước ở nơi này quá sâu rồi, hiện tại có cả người của Long Môn cũng ở đây, ai biết người của tổ chức quốc tế khác có đến đây hay không. Triệu lỗi phong nghiến răng nghiến lợi, không, tôi còn chưa ngả hết bài, tôi còn một cơ hội lật ngược tình thế. Nghe xong, lão mộ thở dài một hơi, biết người mà triệu lỗi phong đang nói tới chính là triệu hiền bị phái đi lần trước, nhưng ông ta cũng biết triệu hiền đi đối phó với Du Kinh Hồng, không phải Diệp Vô Phong, Diệp vô phong là người họ cần phải giải quyết, bởi vì ngay cả khi Du Kinh Hồng bị giết, nếu Diệp vô phong vẫn còn ở đây, thì họ sẽ phải đối mặt với một Diệp vô phong tràn đầy phẫn nộ. Đây là điều mà nhà họ Triệu không thể chịu nổi. Một chỉ huy Long môn đang tức giận có thể ngăn cản được sao? Vì vậy, ông ta biết rằng những gì họ có thể làm bây giờ là sơ tán nhà họ Triệu ra khỏi Tây Sơn càng sớm càng tốt, mang theo tất cả những thứ của nhà họ Triệu. Triệu Lỗi Phong vẫn không có ý định rời khỏi Tây Sơn ông ta biết bên trong kế hoạch của mình có một triệu hiền có thể dùng được, hơn nữa triệu hiền rất quan trọng trong kế hoạch này. Bây giờ kế hoạch của triệu hiền đã đến thời điểm mấu chốt cuối cùng, nếu để nhà họ triệu trực tiếp rời khỏi Tây Sơn vào lúc này, thì kế hoạch của triệu hiền sẽ hoàn toàn mắc kẹt. Hiện tại ông ta đang chờ triệu hiền làm tốt chuyện mình phân phó, kết quả chính là cảnh nhìn chó cắn nhau. Loại chuyện này cũng không phải dễ dàng nhìn thấy. Lão mộ vẫn xúc động nói, kỳ thực tôi biết kế hoạch của gia chủ rất tốt, nhưng ông phải biết rằng hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Triệu không cho phép chúng ta tiếp tục ở lại nơi này. Nếu nhà nhà họ Triệu tiếp tục ở lại Tây Sơn, giống như những gì Diệp Vô Phong đã nói, nhất định sẽ bị phía chính phủ tiêu diệt. Triệu Lỗi Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ông có nghe hắn nói chính phủ làm thế nào để tiêu diệt chúng ta không? Phải biết rằng thực lực của chúng ta rất mạnh, trừ phi chính phủ thực sự điều động quân đội, nếu không thì tuyệt đối không thể tiêu diệt nhà họ Triệu được. Hơn nữa nhà họ triệu của chúng ta kiểm soát chính quyền của toàn bộ Tây Sơn, ngay cả khi không có toàn bộ, thì cũng hơn phân nửa chính quyền đều nằm trong tay chúng ta rồi. Lão mộ biết dù mình có làm gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của triệu lỗi phong, cho nên ông ta chỉ có thể để cho triệu lỗi phong tùy ý làm những chuyện này, việc mà ông ta làm chỉ là bảo vệ an toàn cho triệu lỗi phong thôi. Ông ta biết nếu tiếp tục ở lại Tây Sơn thế này rất nguy hiểm, nhưng ông ta cũng biết triệu lỗi phong nhất định sẽ ở lại nơi này. Vì vậy, bất kể như thế nào, việc ông ta phải làm bây giờ là bảo vệ an toàn cho triệu lỗi phong. Triệu lỗi phong cao mày, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là sơ tán khỏi nhà và để chúng tự giết lẫn nhau. Chúng ta sẽ chỉ ở một bên quan sát thôi. Lão mộ thở phào nhẹ nhóm, ít nhất triệu lỗi phong lúc này không muốn đối đầu với Diệp vô phong. Bây giờ cuộc chiến giữa chỉ huy Long Môn và Tứ Đại Thiên Vương chắc chắn không phải thứ mà bọn họ có thể can thiệp được, nên rời đi vào lúc này là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ. Diệp vô phong lúc này mới đi tới trước mặt lộ á, lãnh đạm nhìn lộ á, lộ á cười nói, đã lâu không gặp, tư lệnh. Diệp vô phong nhìn lướt qua, phát hiện lộ á thật sự đem toàn bộ đội qua, tổng cộng có hơn chục thành viên. Và ngoài những thành viên cũ, những người khác đều là những thành viên mới được bổ sung, đường chảm đã nói với anh tin tức về những thành viên mới. Vì để giết tôi, anh đặc biệt đến hoa hạ, thật sự là không lý trí chút nào." Lộ Á cười nói, dù sao cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể giết anh là được, cho dù là hy sinh cũng đáng giá, chỉ cần ngươi giết anh, tất cả mọi thứ tôi làm đều đáng giá." Diệp Vô Phong nhún vai, nói cứ như anh có thâm thù đại hận gì với tôi vậy, nhưng anh đã từng là cộng sự với tôi." Lộ Á thở ơ nói, trong vòng tròn của chúng ta, kẻ yếu rút lui, đương nhiên kẻ mạnh được đặt lên hàng đầu, nhưng anh chiếm giữ vị trí này lâu như vậy không phải có chút không tốt rồi sao?" Diệp Vô Phong bất lực nói, "Tôi đã nói rồi, tôi rời khỏi Long Môn, vị trí chỉ huy của Long Môn đã bỏ trống, ai muốn ngồi thì có thể tự mình đi lên, không cần tôi đồng ý." Trên mặt Lộ Á càng lộ thêm phần tức giận, "Vậy ý của anh là vứt bỏ vị trí chỉ huy của Long Môn như thế này, giống như một chuyện không quan trọng, đúng không?" "Anh ta sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hoen ố vị trí chỉ huy của Long Môn, kể cả Diệp Vô Phong." Anh ta vẫn luôn mơ tưởng tới vị trí chỉ huy Long Môn, nhưng chưa bao giờ có được, chính là bởi vì Diệp Vô Phong, lúc đó Diệp Vô Phong dùng sức chứng minh cho những ai không phục, cho nên cuối cùng anh ta cũng không nói được gì. Nhưng một năm trước, Diệp Vô Phong đã tùy ý rời khỏi Long Môn và tuyên bố rằng sẽ từ bỏ vị trí chỉ huy của Long Môn. Lúc đó anh ta thực sự rất tức giận, nhất là dưới chiều chứng của Diệp Vô Phong, Long Môn rất đoàn kết, mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của Diệp Vô Phong. Không giống như bây giờ không có diệp vô phong lãnh đạo, Long Môn đã trai năm xẻ bảy, không phải bởi vì Long Môn yếu ớt, mà là bởi vì Long Môn quá mạnh, cho dù bất kỳ ai trong tứ đại thiên vương, chỉ cần bọn họ ra tay là có thể xây dựng một tổ chức vô cùng hùng mạnh. Chương 762, trận quyết đấu đỉnh cao. Cũng chính vì vậy mà khi có người nguyện ý đứng vào vị trí chỉ huy Long Môn, không có người nào có thể thuyết phục được tứ đại thiên vương. Vị trí chỉ huy của Long Môn đã bị bỏ trống như thể long môn sắp xong đời và tất cả những điều này là do diệp vô phong gây ra cho nên lộ á trách móc diệp vô phong là chuyện bình thường diệp vô phong đương nhiên biết chuyện này nên anh chỉ nghiêm túc nói tôi có lỗi với long môn nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rồi tôi rời khỏi long môn không mang theo thứ gì cả tất cả đều để lại cho các người tôi chỉ tay trắng ra đi thôi lộ á diễu cợt không mang theo thứ gì ư mọi thứ trên người anh đều do long môn giao cho anh nếu anh thật sự để lại tất cả vậy thì tính mạng của anh cũng nên để lại diệp vô phong nhún vai vậy chuyện này không có gì để nói nữa lộ á cười khẩy nói đương nhiên tôi không tới đây nói cho anh chuyện này tôi tới đây để giết anh nhất thời các thành viên khác của lộ á cực kỳ căng thẳng nhìn diệp vô phong họ đã giữ trạng thái tốt nhất rồi họ cực kỳ hiểu rõ người trước mặt mình là ai cho nên nếu không cẩn thận sẽ bị diệp vô phong giết chết ngay lộ á đối mặt với diệp vô phong nhanh chóng tung ra một quyền anh ta biết thực lực của diệp vô phong cho dù không gặp nhau hơn một năm thực lực của anh ta đã tiến bộ rất nhiều nhưng anh ta vẫn không dám khinh thường diệp vô phong anh ta biết thiên phú của diệp vô phong nhất định tốt hơn mình cho nên anh ta không nghĩ tới việc thực lực của diệp vô phong trong một năm trở lại đây sẽ thụt lùi hay là dậm chân tại chỗ thực lực của diệp vô phong vẫn đang không ngừng tiến bộ như anh ta ầm um, nắm đấm của diệp vô phong và lộ á va vào nhau một tiếng nổ lớn vang lên ngay lập tức, Diệp Vô Phong và Lộ Á đều lùi lại hai bước, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp tục ra tay. Sau khi Diệp Vô Phong nghiêng người tránh nắm đấm của Lộ Á, một bàn chân đã phóng về phía Lộ Á, nhưng Lộ Á đã chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy anh ta dùng một tay chặn ngay trước mặt và loại bỏ sức mạnh của bàn chân. Anh ta nắm lấy bắp chân của Diệp Vô Phong, ném nó lên trên và ném cả cơ thể của Diệp Vô Phong ra xa, Diệp Vô Phong đã bay lên khoảng 3 mét. Nhưng khi hạ xuống, anh đã đã tát vào đầu lộ á. Lộ á lùi về phía sau và đá vào chỗ mà Diệp Vô Phong sắp ngã xuống. Diệp Vô Phong vỗ tay vào trong không khí, đồng thời xoay người tung ra một cước. Âm, uhm. sau khi đối mặt với nhau, cả hai bên đều lùi lại rất nhiều. Diệp Vô Phong nhìn lộ á, đương nhiên anh biết thực lực của lộ á đã mạnh hơn so với lúc trước. Lộ á chế nhạo và nói, quả nhiên vẫn lợi hại như thế bản thân chỉ huy của Long Môn đã là một biểu tượng mạnh mẽ, ngay cả khi anh không còn là người chỉ huy của Long Môn, sức mạnh của anh vẫn rất mạnh, người có thể trở thành chỉ huy của Long Môn nhất định đều là hạng người bất phàm. Diệp vô phong nhún vai, anh cũng không tệ, hơn một năm này mà thực lực của anh đã cải thiện rất nhiều. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Sau khi hai người nói chuyện xong, lại lần nữa ra tay, và lần này cả hai đều rút dao găm ra, nhưng Diệp vô phong đang cầm một con dao trong tay, còn lộ á thì cả hai tay đều đang cầm dao. Thay đổi phương thức tấn công sao? Xem ra một năm này anh đã thay đổi rất nhiều để thoát khỏi cái bóng của tôi. Diệp vô phong cười nói. Hai người lại chiến đấu, và cường độ kịch liệt đến mức chỉ có thể dùng từ hoa mắt chóng mặt để hình dung. Tốc độ ra tay của hai người đều rất nhanh. Đầu tiên là họ di chuyển trong công viên. Về toàn bộ công viên đều có dấu vết của trận chiến giữa Diệp vô phong và lộ á. Những cây lùn bị chặt đứt, bồn hoa đổ dạp, thậm chí đài phun nước trong vườn cũng bị cú đấm của Diệp Vô Phong đập vỡ. Các thành viên bên Lộ Á ở một bên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đương nhiên họ biết thực lực của Lộ Á rất mạnh, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy tình huống anh ta dốc toàn lực chiến đấu như vậy. Vì vậy, tất cả đều rất sửng sốt, hoàn toàn không biết hai người Diệp Vô Phong đã được huấn luyện như thế nào. Lúc này Diệp Vô Phong và Lộ Á đã đến một tòa nhà, vách tường bị đấm xuyên thủng, nứt toác, cửa sổ bật tung và mọi thứ đều vỡ nát diệp vô phong ném con dao găm ra sau đó kéo dây thép lại toàn bộ bức tường của ngôi nhà bị cắt làm đôi lộ á nghiến răng nghiến lợi con dao găm trên tay không ngừng chống lại sợi dây thép đang lao nhanh đến anh ta biết khả năng cắt của những sợi dây thép này rất lớn nếu mình rút dao găm ra thì chắc chắn sẽ bị cắt làm đôi anh ta nhìn diệp vô phong rồi nhanh chóng lao về phía diệp vô phong diệp vô phong hai tay nắm chặt kéo lấy sợi dây thép tự mình xông về phía lộ á cả hai chân và hai nắm đấm đều liên tục được tung ra, cả tấn công và phòng thủ. Diệp vô phong nhanh chóng nắm lấy lộ á và lao ra khỏi tòa nhà từ cửa sổ trên tầng 3, hai bên tách ra ngay lập tức. Các vũ khí đều đã được trao đổi trong trận chiến, vì vậy cả hai người đã rơi xuống đất. Lộ á lấy ra khẩu súng lục, và Diệp vô phong cũng lấy ra khẩu súng lục. Cả hai tiếp tục né sang một bên, viên đạn bay sượt qua họ, thậm chí còn suýt bắn chúng họ sau khi hết đạn của súng lục họ lại thay thành súng bắn tỉa cuộc chiến giữa hai người vẫn chưa dừng lại tây hồng chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả những điều này nhưng nhanh chóng đẩy lạc hà ở bên cạnh mình đúng rồi suýt nữa tôi quên nói với cậu bạch trảm đã bị diệp vô phong đánh bị thương bây giờ đang nằm bên kia lạc hà nghe vậy liền trợn tròn mắt nếu như anh nói muộn hơn một chút là chúng ta có thể đã vứt bỏ anh ta rồi tây hồng gãi đầu ngượng ngùng nói thực sự xin lỗi đến bây giờ tôi mới nhớ ra ai bảo cuộc chiến của hai người này phấn khích như vậy chứ làm tôi quên hết mọi chuyện lạc hà vội vàng chạy theo hướng tây hồng chỉ tây hồng tiếp tục đẩy cô vụ anh nói xem chúng ta nên đi lên giúp đỡ không xem ra lão đại và diệp vô phong bất phân thắng bại rồi tôi nghĩ chỉ cần chúng ta ra tay chúng ta nhất định có thể giết chết hắn cô vụ thờ ơ nói nếu đi thì anh đi đi dù sao lão đại cũng đã nói rồi bảo chúng ta cứ ở đây chờ trước tây hồng nghe xong chỉ có thể nhún vai quên đi chúng ta cứ nghe lời lão đại dù sao lão đại nói gì cũng đúng cô vụ lạnh nhạt đáp chắc là lão đại biết rằng nếu chúng ta hành động sẽ có người khác can thiệp tập hồng kinh ngạc nói ý anh là đường chảm cô vụ gật đầu đúng vậy đường chảm bây giờ đang ở tây sơn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta ước chừng anh ta đã ở gần đây rồi nhưng vẫn chưa xuất hiện thôi. Cô vụ nói xong liền đưa mắt nhìn về một tòa nhà phía xa. Tiểu quỷ nhanh chóng rụt cổ lại, có chút kinh ngạc nói, tên khốn kiếp này vẫn đề phòng như trước, có thể tìm được vị trí của mình. chương 763, Sâm Lâm Yêu tử ngồi ở một bên nói, kỹ năng của cậu quá kém nên mới bị người ta phát hiện được, nếu không thì làm sao có khả năng chứ. Tiểu yêu sau khi nghe lời này rất tức giận, cậu bớt nói dọc đi, cậu thì biết cái gì, ngay cả lão đại của lão đại cũng khen ngợi kỹ thuật của tôi đấy yêu tử nhẹ nhàng nói đó chỉ là lão đại đang an ủi cậu thôi ai chẳng biết rằng du kinh hồng là người mạnh nhất về kỹ năng bắn tỉa chứ tiểu yêu tức giận nói cậu nói như vậy là quá đáng rồi đấy du kinh hồng là người của long môn của chúng ta hay sao cậu đúng là cố tình gây sự mà yêu tử nó không phải nhưng chúng ta cũng biết nhau hơn nữa cô ấy có quan hệ tốt với tư lệnh diệp nói không chừng cô ấy sẽ thực sự trở thành người của Long Môn đấy. Tiểu yêu chỉ tức giận quay đầu lại, anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, anh ta biết mình phải làm gì bây giờ, nhất định không thể bị yêu tử ảnh hưởng. Lúc này yêu tử chỉ thờ ơ đứng sang một bên, anh ta phụ trách nổ mìn, hiện tại anh ta đã hoàn thành công việc của mình rồi. Lúc này, anh ta đang đợi lệnh của đường trảm. Sao lão đại không tìm thêm thành viên nhỉ? Cậu nhìn bên lộ á đi, thuộc hạ có hẳn 14 thành viên, và mỗi người trong số họ đều là những người mạnh mẽ, nếu lão đại của chúng ta cũng làm như vậy, chẳng phải có thể cạnh tranh vị trí chỉ huy Long Môn với Lộ Á sao? Yêu Tử lắc đầu, không thể nào, lão đại sẽ không ngồi lên vị trí chỉ huy của Long Môn, lão đại vẫn luôn muốn Tư lệnh Diệp trở về Long Môn, nếu anh ấy ngồi lên, Tư lệnh Diệp thật sự không có lý do gì để quay lại Long Môn nữa. Tiểu Yêu gật đầu, đúng vậy, mục đích chúng ta đến Hoa Hạ lần này là để lão đại của lão đại trở về Long Môn nếu như lão đại ngồi lên vị trí chỉ huy của Long Môn, vậy thì lão đại của lão đại sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng nói thật, kỹ năng chiến đấu của bọn họ thực sự rất mạnh, vũ khí nóng ở trước mặt bọn họ lại giống như vũ khí cận chiến, tốc độ của hai người đều là như nhau. Tiểu yêu xúc động nói, lúc đầu, lão đại nói rằng tuy thiên phú của lộ á không bằng lão đại của lão đại, nhưng lộ á là người chăm chỉ cố gắng nhất. Để đuổi kịp diệp vô phong, có thể nói là anh ta phải huấn luyện cả ngày đêm, lại còn tiếp nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn yêu tử im lặng lúc này diệp vô phong đã rút súng tiểu liên ra và bắn vào lộ á nhưng anh cũng biết hiện tại thực lực của lộ á đã mạnh hơn rất nhiều cho nên không thể phân thắng bại với lộ á trong thời gian ngắn được súng tiểu liên vẫn không thể quét được lộ á diệp vô phong lấy ra súng bắn tỉa anh biết bắn tỉa luôn là điểm yếu của lộ á nhưng anh cũng biết khả năng bắn tỉa của mình cũng không mạnh vì vậy cả hai đều có điểm yếu gần như giống nhau, và chỉ có thể xem ai bù đắp điểm yếu này tốt hơn thôi. Diệp vô phong chạy vào một tòa nhà khác, nhìn về phía cửa sổ của tòa nhà đối diện, từ cửa sổ này có thể nhìn thấy cầu thang của tòa nhà đối diện. Diệp vô phong núp trước bức tường nghe động tính của tòa nhà kia, ngay sau đó anh đã nhanh chóng nghe thấy động tính của tòa nhà đối diện, lập tức chĩa súng bắn tỉa vào cửa sổ đối diện. Nhưng khi anh thực hiện hành động như vậy, lộ á hóa ra cũng làm như thế, trong lúc nhất thời, Cả hai bên đều nổ súng, đồng thời né tránh viên đạn của đối phương. Âm cửa sổ ở cả hai phía đều bị vỡ tung. Diệp Vô Phong ít sâu một hơi tiếp tục đi lên, anh cũng biết tình huống hiện tại, nếu không dám tiếp tục đi lên, cuối cùng sẽ chỉ bị Lộ Á chiếm cứ điểm cao nhất trước, đối với tay súng bắn tỉa, bị xạ kích ở điểm cao là trường hợp xấu nhất. Tiếp tục đi lên, lần này anh biết Lộ Á đi lên trước nên khi đi qua cửa sổ, anh ngồi xổm và lăn một vòng rồi mới tiếp tục đi lên anh đến cửa sổ trên tầng 3, lập tức chĩa súng bắn tỉa về phía đối diện, nhưng không thấy bóng dáng của lộ á, anh nheo mắt lại, anh chắc chắn rằng bên kia cũng ở cùng tầng với anh. Anh biết lộ á ở đâu, vì thế anh lập tức nổ súng. Bùm, cửa sổ bật tung. Ngay sau đó, anh lại bắn vào bức tường bên hông, tạo ra một khoảng trống ở mép tường. Diệp vô phong cười cười, sau đó tiếp tục đi lên, lộ á nghiến răng tiếp tục đi lên, anh ta biết, vừa rồi Diệp Vô Phong đã biết hết ý đồ của anh ta. Đường chảm lúc này đang ngồi trên một tòa nhà khác, anh ta nhìn khung cảnh đằng xa, xúc động nói tôi thật sự không ngờ cuối cùng Lộ Á lại động thủ với Lão Đại. Tôi nghĩ Lộ Á vẫn sẽ kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian, ít nhất là phải đến khi hội nghị kia kết thúc. Anh ta lấy điện thoại di động ra, anh ta vẫn đang điều tra xem ai là người đã tiết lộ vị trí của Diệp Vô Phong, nhưng anh ta vẫn chưa tìm ra được. Dù Adra đã bị tiêu diệt hết, nhưng Lộ Á sẽ không bao giờ biết rằng Diệp Vô Phong đang ở Hoa Hạ, anh ta chỉ nghĩ rằng cục Hồng Thuẫn đã tìm thấy dấu vết của Adra và phái người tiêu diệt thôi. Cho nên hiện tại tình huống này thật sự là không hợp lý, anh ta muốn biết là ai đã bán hành tung của Diệp Vô Phong. Lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến, anh ta chợt đau đầu khi nhìn thấy số điện thoại. Nhưng ta anh không có cách nào không trả lời, vì vậy anh ta chỉ có thể kết nối điện thoại. Alo, Sâm Lâm, đã lâu không gặp gần đây có khỏe không? Ăn ngủ ngon lành chứ? Một giọng nữ từ tính truyền đến, vừa nghe giọng đã thấy khá ngầu rồi. Lão đại có ở cùng anh không? Đường chạm nở bộ cười khổ trên mặt, anh ta biết xâm lâm mà tức giận thì chính là một chuyện rất kinh người. Bản thân xâm lâm là một phụ nữ vô cùng có khí chất, tuyệt đối là một chị đại hoàn mỹ. Chỉ là anh cũng biết với thực lực và khí chất của xâm lâm, nếu ai đụng chạm đến cô ta, nhất định sẽ bị đánh chết sự sợ hãi khi bị xâm lâm khống chế của đường chảm vẫn còn hiện rõ trong mắt anh ta lúc trước khi chuyện của diệp vô phong và công chúa được truyền đến tai xâm lâm xâm lâm đã thực sự đi tìm anh ta luyện võ ba ngày ba đêm thực sự là đánh ba ngày ba đêm sau lần đó anh ta mới biết cơn ghen của đàn bà kinh khủng như thế nào đường chảm hít sâu một hơi đúng vậy hiện tại lão đại đang ở gần tôi xâm lâm tiếp tục hỏi có phải vì lộ á không cô biết hả tôi biết tất nhiên tôi biết nếu không phải tôi vẫn luôn để ý đến chuyện của lộ á thì tôi cũng không biết đâu tôi đoán anh đã biết chuyện lão đại ở hoa hạ trước đó rồi nhưng vẫn không nói cho tôi biết giọng của xâm lâm rất bình tĩnh nhưng càng như vậy đường chảm càng thêm hoảng hốt bởi vì anh ta biết xâm lâm càng bình tĩnh thì sẽ càng tức giận đến lúc đó đoán chừng có thể giết chết anh ta luôn cũng nên xâm lâm dửng dưng nói bây giờ tôi đang bay đến hoa hạ Đường chảm vội nói, trên máy bay đừng gọi điện thoại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sóng điện từ. Tôi sẽ gửi địa điểm cho cô, sau khi cô tới thì chúng ta sẽ nói chuyện. chương 764, tổn thương lẫn nhau. Xâm lâm thờ ơ nói, tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để lộ á làm lão đại bị thương. Dù sao lão đại cũng không huấn luyện hơn một năm nay, thực lực cũng không tiến bộ nhanh bằng lộ á. Đường chảm nhếch môi cười nói, đừng lo lắng, thực lực của lão đại vẫn rất mạnh, tôi vẫn theo dõi ở đây, tôi sẽ không bao giờ để lão đại có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn đâu. Lúc này xâm lâm mới im lặng, đường trảm mới thở phào nhẹ nhóm, vừa đảo mắt đã nhanh chóng biết phải làm thế nào mới không bị xâm lâm giết chết. Anh ta biết xâm lâm nhất định đang rất tức giận, đến hoa hạ việc đầu tiên cô ta làm là sẽ giết anh ta. Đúng là, không phải là tôi không nói, là lão đại bảo tôi phải giữ bí mật. Tôi chỉ có thể giấu giếm chuyện này với cô làm sao cô có thể chút giận lên tôi được chứ? Đường chảm cực kỳ oan ức. Nhưng mà, anh ta cũng biết chỉ cần lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp vô phong, xâm lâm sẽ không thể nào ra tay với anh ta, bởi vì xâm lâm không tin phục ai, nhưng đối với Diệp vô phong thì cô ta luôn luôn nhất mực trung thành. Chỉ cần Diệp vô phong nói ra, cho dù có hy sinh tính mạng cô ta cũng sẽ làm. Vì vậy anh ta đã quyết định rồi, chỉ cần xâm lâm đến hoa hạ, anh ta sẽ luôn ở bên cạnh Diệp vô phong, và sẽ không bao giờ để xâm lâm có cơ hội ra tay giết chết mình. Đây không phải là hèn nhát, đây được gọi là thức thời. Lão đại bảo anh giữ bí mật là chuyện của lão đại, anh giấu giếm tôi là việc của anh, nếu anh giấu giếm tôi, vậy thì có nghĩa là anh đã chuẩn bị đối chiến với tôi rồi. Xâm lâm lạnh nhạt nói. Đường chảm nhún vai bất lực khi nghe vậy, anh ta biết mình có làm thế nào cũng không thể trốn thoát, nhưng hiện tại xâm lâm vẫn chưa đến Tây Sơn, nên đương nhiên anh ta không quan tâm nhiều như vậy anh ta vội vàng nói, lão đại và lộ á hiện đang đánh nhau. Nếu tôi đoán không nhầm thì trận chiến này có lẽ sẽ không kết thúc sớm. Tôi đi xem bọn họ trước đã. Xâm lâm rửng dưng nói, nếu cần thì giết chết lộ á cũng không thành vấn đề. Đường chảm chiêu xong chỉ có thể cúp điện thoại, người phụ nữ này thật sự rất nhẫn tâm, dù sao cũng là bạn đồng hành trước kia, thế mà lại nói giết là giết. Và có vẻ như xâm lâm đến nơi này là để giết lộ á đối với Diệp Vô Phong, xâm lâm sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Đường chảm thở dài một hơi, nhưng vẫn nghiêm túc theo dõi trận chiến, bật máy liên lạc nói với tiểu yêu, cậu tiếp tục theo dõi thuộc hạ của lộ á. Nếu bọn họ dám động thủ, trực tiếp giết hết cho tôi. Tiểu yêu cười nói, lão đại đừng lo lắng, em am hiểu loại chuyện này nhất mà, vừa hay, trước đây em luôn muốn chiến đấu với bọn họ, bọn họ cứ ỉ vào lộ á rồi tưởng thật sự lợi hại hơn chúng ta, lần này em muốn xem bọn họ lợi hại ở chỗ nào. Đường chảm rừng dưng nói, cẩn thận đừng để lật thuyền, nói thì hay nhưng làm mới biết được. Tiểu yêu mỉm cười và nói, nếu thuyền bị lật, thì bản thân em cũng đáng bị như vậy. Sau đó đường chảm tắt máy liên lạc. Ánh mắt anh ta rơi vào tòa nhà nơi hai người kia đang đánh nhau, lúc này hai bên đã lên tới mái nhà, súng bắn tỉa trên tay đang hướng về nhau, nhưng cũng không hề nổ súng. Diệp vô phong biết thực lực của lộ á, lộ á cũng biết thực lực của anh thật sự rất lợi hại nhưng không thể cứ vậy được kết thúc đi diệp vô phong lấy ra khẩu tiểu liên xúc động nói họng súng của anh đang nhắm vào một cánh cửa không xa lộ á sắc mặt lộ á thay đổi anh ta đã biết ý đồ của diệp vô phong lập tức né sang một bên bang 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 diệp vô phong bắn vào cánh cửa sắt viên đạn làm móc cả cánh cửa sắt nhưng viên đạn đã khúc xạ đến nơi lộ á đang ẩn náu lộ á biết trước điều này nên đã kịp thời né tránh nhưng việc né tránh vội vàng này luôn để lộ khuyết điểm diệp vô phong cất súng tiểu liên chĩa súng bắn tỉa về hướng lộ á bỏ chạy nheo mắt rồi nổ súng lộ á nghiến răng và vội vàng lùi lại để né tránh nhưng đã quá muộn viên đạn xuyên qua vai khiến anh ta phải che vai và chỉ có thể tìm một chỗ nấp nếu lúc nãy anh ta không né kịp thì giờ anh ta đã là một cái xác rồi lúc này anh ta đang nấp sau một chỗ khuất trên mặt lộ ra vẻ tức giận anh ta biết lần này mình ra chiêu khá tệ nhưng anh ta vẫn không cam lòng liền chĩa súng bắn tỉa về phía diệp vô phong và liên lục nổ súng diệp vô phong đang núp sau một chỗ khuất lắng nghe âm thanh ở phía đối diện lúc này vẻ mặt của anh thay đổi vội vàng chạy về phía cửa chính quả bom phát nổ trực tiếp trong tòa nhà anh ở và mọi thứ trên mái nhà đều bị thổi bay sau khi diệp vô phong đi xuống tầng dưới anh kinh ngạc nhìn sang tòa nhà đối diện không ngờ lộ á lại giấu một quả bom ở đây thật sự là điều anh không ngờ tới. Nhưng ít ra thì anh vẫn chưa bị thương, anh vác súng bắn tỉa tiếp tục bước lên, anh biết Lộ Á đã bị thương và đang gặp bất lợi, chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Sau khi lên đến mái nhà, anh đột nhiên đứng hình trong dây lát và nhanh chóng chặn khẩu súng bắn tỉa của mình trước mặt để chặn một con dao găm đang đâm về phía anh. Anh kinh ngạc nhìn Lộ Á trước mặt, không ngờ Lộ Á lại nhảy qua đây, chính tiếng bom nổ vừa rồi đã che giấu âm thanh tấn công của anh ta rất mạnh mẽ thậm chí còn bắt kịp tôi trong việc xử lý các chi tiết đấy diệp vô phong cười nói thấy con dao găm của mình bị chặn lại lộ á ngay lập tức tung một cước về phía diệp vô phong nhưng diệp vô phong vẫn có thể rút lui thế mà lúc này lộ á lại ném một quả bom về phía sau diệp vô phong diệp vô phong rất kinh ngạc thế mà anh vẫn còn một quả bom à anh mang theo bao nhiêu vũ khí thế lúc này lộ á đã chặn đường đi của diệp vô phong còn có một quả bom phía sau Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong biết rằng Lộ Á đang định cho anh nổ tung. Anh tập trung toàn bộ sức lực vào đôi chân, và do hai tay không đủ lực nên con dao găm đã đâm vào vai anh, nhưng anh cũng thành công dẫn Lộ Á rơi khỏi tòa nhà. Đây là tầng thứ bảy, người bình thường nếu rơi xuống chắc chắn sẽ chết, đám người Diệp Vô Phong là võ giả dũng mãnh, ở độ cao như vậy, bọn họ chỉ cần siết chặt cơ bắp, lăn nhanh sau khi tiếp đất là có thể giải phóng được lực lượng rơi xuống hoàn toàn không có chuyện gì. Lúc trước Yêu Phong thê thảm như thế là vì lúc đó Yêu Phong đã bị đánh trọng thương, không thể nào làm được loại chuyện này. Hai người lần lượt ngã xuống đất, sau khi Diệp Vô Phong đứng lên, anh lập tức chĩa súng bắn tỉa về phía Lộ Á, trong khi Lộ Á ném con dao găm về phía Diệp Vô Phong. chương 765, trạng thái đỉnh cao. Âm, uhm. viên đạn và dao găm đều bị văng ra, Diệp Vô Phong ném súng bắn tỉa sang một bên, sau đó lấy dao găm ra, anh biết dùng súng bắn tỉa vào lúc này sẽ không có nhiều lợi ích chỉ bằng dùng dao găm sẽ mạnh hơn một chút lộ á hít sâu một hơi không ngờ trận chiến lại đạt đến trình độ như vậy không ngờ sau một năm luyện tập vất vả anh ta vẫn không thể vượt qua diệp vô phong nhưng anh ta tới nơi này chỉ có một mục đích giết chết diệp vô phong cho nên anh ta không muốn từ bỏ hoặc là giết diệp vô phong hoặc là chết ở nơi này anh ta cũng không cảm thấy có gì sai cả nếu đã muốn giết người thì cũng phải nghĩ rằng bản thân cũng sẽ bị người khác giết chết. Câu này vẫn luôn tồn tại trong lòng anh ta, anh ta biết mình không phải là người cường đại nhất thiên hạ, cũng biết kẻ thù bên ngoài có mạnh có yếu, khi gặp phải cường giả thì việc bị người khác giết là chuyện rất bình thường. Diệp Vô Phong lúc này mới nở nụ cười nói, thật ra, chúng ta đều biết tiếp tục chiến đấu cũng không có gì tốt, hay là như vậy, chúng ta kết thúc trận chiến này với tỷ số hòa, dù sao anh cũng biết, kết quả của việc đánh tiếp sẽ chỉ là tổn thất cho cả hai bên cũng không làm gì được ai cả. Lộ Á khinh khỉnh nói, vậy là anh sợ phải không? Diệp vô phong nhún vai, nếu như anh nghĩ như vậy thì cứ là vậy đi. Lộ Á nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ huy trước đây của Long Môn lại nhát gan như thế. Hiện tại là cô nói những lời như vậy ở trước mặt tôi, anh quả thực là không xứng sống trên đời này nữa. Diệp vô phong thờ ơ nói, anh muốn nghĩ gì cũng được, chỉ cần anh có thể bình tĩnh lại, đương nhiên có thể để cho tôi sống thì tốt, đừng quấy rầy tôi, dù sao tôi cũng đã có cuộc sống của chính mình rồi. Lộ Á khinh bị nói, cuộc sống của anh, cuộc sống của anh là gì? Làm tay sai cho người của cục Hồng Thuấn, kiếm cho mình một công ty hoa cường gì đó hả? Loại siếc kịch này tôi không thèm chơi đâu. Diệp vô phong xúc động nói, anh nghĩ thế nào cũng được, dù sao anh đừng tới quấy giày tôi là được. Các người ai là chỉ huy của Long Môn thật sự không liên quan gì đến tôi, nếu anh cần lệnh truyền của tôi thì tôi cũng có thể cho anh anh muốn cái gì tôi cũng cho anh anh cứ nói với bọn họ anh là chỉ huy tiếp theo của long môn như vậy anh vừa lòng chưa lộ á tức giận nói anh đúng là đồ khốn nạn muốn bảo tôi rời đi đương nhiên không có vấn đề gì nghe nói bây giờ anh đã kết hôn vợ anh tên là lâm thư âm phải không tôi nhất định sẽ giết chết cô ta trước khi rời đi vẻ mặt diệp vô phong dần dần trở nên nghiêm túc trong mắt hiện lên sát ý Lộ Á chế nhạo nói, làm sao vậy, sao không nói? Xem ra Lâm Thư Âm thật sự rất quan trọng với anh, nếu tôi giết cô ta, tôi có thể đồng ý rời khỏi Hoa Hạ, cũng sẽ không tìm anh nữa, anh muốn thoát khỏi Long môn thì cũng phải trả giá một cái gì đó chứ. Diệp Vô Phong lúc này đi ra từ phía sau một chỗ khuất, từng bước đi về phía Lộ Á. Khi Lộ Á nhìn thấy trạng thái của Diệp Vô Phong, anh ta cảm thấy như tóc mình bị nổ tung toàn thân căng thẳng, anh ta dơ dao gam lên và đối mặt với Diệp Vô Phong. Sau khi đường chảm nhìn thấy tình cảnh này từ xa, anh ta lập tức vỗ đùi, đồ khốn, tên lộ á này thật sự không có chút tự giác nào. Loại chuyện này mà cũng dám nói trước mặt lão đại, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Đường chảm đương nhiên biết tình trạng này của Diệp Vô Phong là như thế nào, đó là biểu hiện của anh khi hạ quyết tâm giết người. Hơn nữa, khí thế của Diệp Vô Phong đã thay đổi, anh ta cũng biết ở trạng thái như vậy diệp vô phong gần như là bất khả chiến bại anh ta vội vã xuống lầu anh ta biết nếu mình không ra tay lộ á thực sự sẽ chết ở nơi này nhưng anh ta không thể để diệp vô phong giết lộ á trong lúc này được con dao găm trong tay diệp vô phong phóng ra ngoài lộ á giống lên còn chờ gì nữa mau tiến lên cho tôi tây hồng không ngờ rằng lộ á lại còn bảo bọn họ ra tay phải biết rằng lúc đầu anh ta bảo họ không cần ra tay khi anh ta đối chiến với Diệp Vô Phong. Tại sao lần này chỉ là Diệp Vô Phong thay đổi biểu cảm mà Lộ Á lại sợ hãi như vậy? Tất nhiên họ không biết, nhưng Lộ Á biết rằng khi Diệp Vô Phong lộ ra vẻ mặt thế này, chính là lúc chỉ huy cũ của Long Môn chết. Khi đó, hầu như một mình Diệp Vô Phong đã tự tay giết chết toàn bộ tổ chức quốc tế cung cấp, nhân tiện cũng tiêu diệt hết cả tổ chức đó. Trong trận chiến lúc ấy, Hầu như tất cả mọi người đều biết sức mạnh của Diệp Vô Phong, cũng khiến cho tất cả mọi người trong Long môn đều ngưỡng mộ Diệp Vô Phong và đồng ý để Diệp Vô Phong trở thành chỉ huy mới của Long môn. Chỉ là chuyện này đã trôi qua quá lâu, đã 5 6 năm trước, rất nhiều người đều đã quên Diệp Vô Phong khi phát điên đáng sợ như thế nào. Nhưng Lộ Á sẽ không bao giờ quên, khi đó tứ đại thiên vương bọn họ đang đợi Diệp Vô Phong trước cửa của tổ chức đó. Toàn thân của anh bê bết máu và một tay cầm đầu của kẻ đứng đầu tổ chức đã giết chết chú của anh, loại khí chất đáng sợ đó vẫn như in trong đầu anh ta. Lộ Á sẽ không bao giờ quên được, chính vì điều này mà anh ta mới biết Diệp Vô Phong bây giờ đáng sợ như thế nào. Anh ta thậm chí còn tin rằng cho dù cả đội của anh ta cùng ra tay, nhất định sẽ không phải là đối thủ của Diệp Vô Phong. Lúc này anh ta đã hơi hoảng sợ, nhưng anh ta cũng biết mục đích mình đến đây là muốn kéo người này ra khỏi ghế vì vậy anh ta củng cố niềm tin, khiến bản thân không được chạy trốn. Nếu những người khác biết chuyện đã xảy ra lúc trước đứng ở nơi này và nhìn thấy Diệp vô phong trong trạng thái này, chắc chắc đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Đường chảm cũng chạy tới, anh ta đứng bên cạnh lộ á và nói với Diệp vô phong, lão đại, anh bình tĩnh đi. Trạng thái của anh bây giờ rất không lý trí đấy. Lộ á không ngờ đường chảm lại xuất hiện ở bên cạnh anh ta vào lúc này, anh ta luôn cho rằng đường chảm đã mất tích, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt anh ta. Anh ta vội vàng nói với Đường Trảm, hiện tại anh đã thấy trạng thái của Diệp Vô Phong rồi. Nếu như hai người chúng ta không hợp lực, nhất định sẽ không đánh lại anh ta đâu. Đường Trảm khinh thường nói, chẳng lẽ anh cho rằng hai người chúng ta liên hợp là có thể đánh bại được lão đại sao? Lộ Á nghiến răng nghiến lợi nói, thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Anh phải biết rằng, tôi tới đây để giết anh ta không phải để cho trạng thái này của anh ta dọa sợ thối lui. Đường chảm nói, tôi cũng biết, cho nên không phải tôi đã tới đây rồi sao. Nhưng anh cũng biết mà, tôi sẽ không để cho anh làm chuyện như vậy, cho nên anh vẫn nên rời khỏi đây đi, thưa dịp lão đại bây giờ còn đang đi qua, chưa phát động tấn công. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 765